So sánh độ dài của đường kính và dây cung. Ta có đường tròn tâm O bán kính R. Vẽ đường thẳng D đi qua tâm O. Gọi giao điểm của đường thẳng D với đường tròn tâm O là A và B. Lúc này, dây AB bằng với đường kính của đường tròn tâm O, tức là AB bằng 2R. Khi đường thẳng D không đi qua tâm O, các bạn sẽ thấy dây cung AB nhỏ hơn đường kính của đường tròn. Vậy, trong các dây cung của một đường tròn, dây cung lớn nhất là đường kính. Bài học kết thúc rồi. Các bạn có câu hỏi nào không? Nếu có, hãy thử hỏi mọi người xung quanh hoặc hỏi Trạng nha. Hẹn gặp lại các bạn vào những video khác của Trạng. Chào tạm biệt.